Thưa quý vị và các bạn, theo tin 24 giờ cùng DRT đã đưa, trước cổng chợ trung tâm thị xã Buôn Hồ xảy ra tình trạng tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Sau khi chương trình phản ánh, Ủy ban Nhân dân thị xã Buôn Hồ đã có sự vào cuộc chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm về tình trạng này. Nhận được phản ánh thì Ủy ban Nhân thị xã cũng đã có chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân phường An Bình thì làm việc với các cái đơn vị liên quan, như là chỗ công ty chợ và công ty môi trường. Thì bây giờ khảo sát đánh giá lại cái vị trí cái chỗ bãi rác này. Đó, và đề nghị chỗ công ty môi trường là phối hợp với công ty chợ là phải có cái thời gian thu gom trước 6:30 để cho nó đảm bảo mỹ quan và an ninh trật tự và đặc biệt là cái an toàn giao thông trong cái khu vực chợ. Chợ trung tâm thị xã Buôn Hồ có quy mô lớn, nằm ngay ngã ba đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chí Thanh với lượng xe cộ lưu thông đông đúc. Trước mắt thị xã Buôn Hồ vẫn chưa bố trí được vị trí thu gom khác, nhưng việc thu gom sẽ được sắp xếp khoa học hơn. Đối với người dân cũng cần ý thức hơn, không vứt rác bừa bãi. Mong người dân là cũng hết sức chia sẻ và phối hợp với chính quyền địa phương và để nâng cao cái ý thức của mình. Tức là không nên bỏ rác bừa bãi, mà cái này là nên bỏ rác đúng nơi quy định. Đó, và thực hiện nghiêm túc cái công tác vệ sinh môi trường, không chỉ riêng của hộ gia đình mình mà các cái môi trường xung quanh. Cái vị trí đặt bãi rác thì hiện nay là thị xã đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân phường An Bình tiến hành khảo sát lại cái vị trí để cho nó phù hợp, để cho nó đảm bảo rồi thu gom rác và đảm bảo cái vệ sinh môi trường cũng như là mỹ quan đô thị.